gì hả chị? Hiện tại khám sức khỏe tiền hôn nhân của hai vợ chồng thì chị thấy không có gì đáng ngại đâu, bọn em có thể thả bầu được. Thế nhưng mà hiện tại chị thấy là có cái kháng thể đối với rubella thì chưa có đâu, em nên tiêm phòng ngay đi nhé. Rubella là gì hả chị? Rubella là một cái con virus mà nó gây bất thường thai rất là nhiều, đặc biệt nếu em bị nhiễm nó trong 3 tháng đầu ấy, thì cái nguy cơ mà bất thường thai phải đình chỉ thai nghén hầu như là như thế, rất là cao nhé. Đấy nên em nên tiêm phòng. Thông thường người ta khuyến cáo là sẽ tiêm phòng mũi 3 trong một sợi có bị rubella ấy, trước khi thả bầu 3 tháng, tối thiểu là phải được 1 tháng nhé, chứ không được thả bầu ngay sau khi tiêm phòng đâu. Tiêm một mũi đấy về chị hay còn phải tiêm gì đâu ạ? À có thể tiêm thêm một số mũi khác, ví dụ như viêm gan B chẳng hạn này, người ta cho em làm xét nghiệm, nếu như mà em chưa có miễn dịch với viêm gan B thì em sẽ tiêm viêm gan B này, tiêm thủy đậu này, tiêm cúm này, tiêm bạch hầu ho gà uốn ván. Cái mũi đấy thì có phải theo thứ tự mũi nào trước mũi nào sau không chị? Không, không phải theo thứ tự nhá. Cái này em cứ đến viện vệ sinh dịch tễ hoặc là các trung tâm tiêm chủng ấy, họ sẽ coi cho em những cái lịch đấy, không cần phải thứ tự. Nếu mình thích tiêm loại nào trước thì mình tiêm thôi. Tiêm nhiều mũi thế nhưng mà trong 3 tháng đấy đều sẽ tiêm đủ được hết đúng không chị? Cái đấy là do lịch họ sắp, còn do cái công việc của mình đó, họ sẽ sắp lịch cho mình tiêm. Làm sao em phải đảm bảo là gì, tối thiểu là thông thường em phải tiêm sau khoảng 3 tháng sau em thả bầu nhá, em trong thời gian tiêm chủng và tiêm tránh thai chứ.